Thông tin từ Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đã khai mạc từ ngày 15 tháng 6 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 cũng sắp bắt đầu. Đây là những sự kiện thể thao giải trí lớn thu hút đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ trên thế giới, trong đó có người hâm mộ bộ môn túc cầu tại Việt Nam. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, hiện nay các tổ chức cờ bạc đã lợi dụng không gian mạng để lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời ra sức quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia cá độ bóng đá. Đây cũng là nguyên nhân làm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác gia tăng, phức tạp như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mua bán người. Trước tình trạng trên, Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.